Đầu tiên sẽ là hành lý một con iPhone 12 Pro giá bán là 9,8 triệu người đó, phiên bản 128GB quốc tế nha. Một con iPhone 8 Plus hành lý là 3 triệu nè. Hôm nay sẽ về là một iPhone 14 Pro Max. Con này mã Vena chính hãng nha. Chưa khui siêu luôn mọi người, mọi người thấy không? Đây, bản Vena nè. Mọi người thấy không? Vena A không biết khái không ta. Đấy, Vena A nha. Con này màu gold mọi người. Bản chính hãng nha, chưa khui siêu. Rồi tiếp theo sẽ là còn một combo con F4 Pro nè. F4 F3 chứ mọi người. Đó, con F3 14 Pro A 14 Pro Max màu tím cũng có luôn. Đây. Màu tím 256GB nè. Và một số dòng máy khác nha. Bên em có bán trả góp không cần trả trước, miễn sao máy dưới 14 triệu người. Rồi, lên đầu tiên á là hành lý một con iPhone 12 Pro 128GB. Con này hành lý là 9,8 triệu người. Đó, em sẽ đắt sơn trước cho mọi người xem nha. Đây. Camera X1 nè mọi người. Góc rộng nè, X2 nè. Camera selfie nè, đều ok nha. Con này là màn hình zin có chu tông mọi người. Đó, màn hình zin có chu tông nha. À, bên em ngày thông báo mọi người á, là ngày mai bên em sẽ làm việc đến 12 giờ trưa bên em nghỉ nha. Và ngày mốt á, là thứ bảy á, là đến 12 giờ trưa bên em mới mở cửa lại mọi người. Tại ngày mai bên em có tiệc á nha, nên mọi người thông cảm giúp em. Đó, ngày mai có ai qua thì qua trước 12 giờ giúp em cho mọi người. Đó. Rồi, con này là pin 89%, pin zin 12 Pro 128GB 9,8 triệu nè. Pin còn 89 là pin zin rồi. Màn hình zin. Đó. Tình trạng á là không sử dụng được Face ID, còn mọi chức năng khác sử dụng bình thường. Con này màu xanh nha. Bản Mỹ 128GB 9,8 triệu. Đó. Không sử dụng được Face ID, mọi người có thể sử dụng được khẩu bình thường nha mọi người. Đó, zin hết nha, chỉ không sử dụng được Face ID thôi. 9,8 triệu. Tiếp theo một con iPhone 8 Plus mọi người. Này, một con iPhone 8 Plus nè. iPhone 8 Plus này, con này hành lý nha mọi người, con này hành lý là 3 triệu nha, pin 100%. Đó. Này. Quốc tế 64GB. Pin 100% mọi người. Này, pin 100%, con này pin 2 rồi nha. Đó. Có góp nợ xấu không anh? Dạ không có anh ơi, bên em không góp nợ xấu nha. Con này tình trạng á là pin 100%, pin 2 rồi, dừng tay sử dụng bình thường người. Này, dừng tay ok nè, thấy không? Dừng tay ok nha. Mấy con hành lý thì bên em chỉ có một con, người ai qua trước thì em bán trước thôi nha. Đó, còn nếu mà nhiều người ta nói nhiều quá mà nói mà câu like thì bên em sẽ chắc sẽ ngưng luôn cái bán hành lý á. Hành lý nếu mà có ngưng á là bên em chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng thôi, không bán ship code cho người. Đó. Thì để em coi coi sao để mấy bữa nữa, tại vì hành lý của em thì ngày nào cũng có mọi người. Nó test lỗi ra thì bên em sẽ hành lý ra nha. Đó, con này tình trạng á là 64GB, pin 2 rồi. Đó. Chân tay ok. Tình trạng của máy này á là không sử được camera. Camera X1 và camera selfie thì đều không được nha mọi người. Con này hành lý là 3 triệu nha. Đó. Đây. Hành lý là 3 triệu, không sử dụng được camera mọi người. Ok chưa? Đây. 3 triệu nha. Rồi, tiếp theo sẽ là một con iPhone 14 Pro Max. Con này mã Vena chính hãng người. Đây, siêu vẫn còn luôn nha. Đó, siêu nè. Con này bản chính hãng người. Bản chính hãng nha người, siêu vẫn còn nè. Đây là bản Vena 128GB. Đó, 128GB màu gold. Con này á là bán 31,8 triệu nha, máy mới người. Máy mới 31,8 triệu nha. Đó. XG đầu giỏ đi shop, XG đầu giỏ bên em có nha. Giá bán là 6,7 triệu, XG đầu giỏ 14 Pro Max. Rồi, tiếp theo là con này á là 14 Pro Max. Mã dép bơi, con này hẹp hông là của khách. 14 Pro Max nhà em dép bơi 256GB rồi người. Đó. Con này 256GB nha, pin là 100%. Đây. Đó, ngoại hình này cũng khoảng tầm 98 nha. Giá bán là 32,8 triệu, 14 Pro Max màu tím. Vừa hao của khách luôn mọi người. Đó, 14 Pro Max màu tím. 32,8 triệu. Pin 100% rồi. Rồi, lên tiếp nha mọi người. Lên tiếp em mẫu khác nha. À, một con gió clip mà. Một con gió clip, gió clip 1 mọi người. Đây. Gió clip 1 con này bản hàng nha. Con sẽ là RAM 8 và bộ nhớ là 256GB, chip là 855. Con này bán giá là 5,4 triệu mọi người. 5,4 triệu nha. Con này bán hàng 5,4 triệu, giá clip 1 màu tím. Đây. Bán hàng nha mọi người. 12 con mắt màu gold, em còn màu đen không mọi người, 14,2 triệu. Tiếp theo sẽ là một con iPad. Một con iPad nha. Đây. Đây là một con iPad mã ZA 64GB, iPad Gen 9 mọi người. iPad thế hệ 9 là iPad Gen 9 nha. ZA 64GB,
đó, giá bán là 6.8 triệu, còn bảo hành tháng 1 2023 đây 6.8 triệu rồi, hai bát canh chính 64GB 6.8 triệu nha, một con duy nhất thôi. Rồi tiếp theo đó là Poco F3, con này chip là sẽ là gần 870 nha. Đó, RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB, sạc pin vẫn còn mọi người. Poco F3 là bản chính hãng nha, nó là con Poco F K40 mọi người. 5.9 triệu, còn bản chính hãng là Poco F3. Đó, màn hình 120Hz chip 870, 5.9 triệu. Tiếp theo sẽ là một con XR, pin 100%, 64GB. Giá bán là 5.5 triệu nha, XG màu trắng. Rồi, đây 13 Pro Max nè. 13 Pro Max của mua của ai ta? Điện thoại giá kho. Đây. Mua tại điện thoại giá kho mọi người. 13 Pro Max. Ngày bán là ngày 7 tháng 1 mọi người, cái này hầu là của khách luôn. Đó. Thì bây giờ bán là 21.800 mọi người, cái này lúc mua 29.899.000, cái này mua cỡ tháng 1 mọi người. Đó. Cái này mua là của khách nè, khách cho là quá đơn luôn mọi người. Đó. 13 Pro Max bên 91 nha. Đây, bạn Mỹ. Giá bán là 21.800, bên 91, bảo hành đến tháng 2 2023 mọi người. Đó, 13 Pro Max nè. Màu xanh rất là đẹp nha. Này có hộp luôn. Rồi tiếp theo sẽ là một con Samsung A23 bản chính hãng, 3.5 triệu mọi người. Đây, RAM 428GB, con này còn bảo hành hãng nha. Tiếp theo sẽ là một con iPhone 13 bản Việt Nam rồi, cũng là bản chính hãng luôn. Đây, cho mọi người xem. Đây, bản Việt Nam rồi. Bản Việt Nam là bản chính hãng nha, 128GB. Đó. Pin nè. Pin con này sẽ là 96%. Máy thì còn rất là đẹp nha. Tầm khoảng 97-98 mọi người, màu xanh. 14.800, iPhone 13 14.800, 128GB. Con này sẽ là mã nhất A, là bản Hồng Kông mọi người. Con này thì dán câu được sẵn. Đây, mã nhất A Hồng Kông. Pin của con này là 92% mọi người. Đó, nhất A là Hồng Kông, 2 SIM một tí nha. Pin 92, 14.700. 12 Pro Max giá nhiêu? Anh Tuấn lên 12 Pro Max bên em bán giá màu đen á là 14.200 nha. À 14.100 nha mọi người. 14.100 thôi. Mà chỉ có màu đen không rồi. Rồi tiếp theo sẽ là ông chủ tiếng diễn đâu ta? Đây. Tiếp theo sẽ là LG VVS mọi người, 2.8 triệu. LG VVS RAM 828GB. Đây, mấy con này thì có ám màn hình nhẹ nha. 2.8 triệu mọi người. RAM 828GB mọi người thấy không? Nó phân dùng xíu nè. Chỉnh qua nền tối xài sẽ không thấy nha. Đó, chỉnh qua nền tối xài sẽ không thấy. Đó, 2.8 triệu LG VVS. Đây, con này cũng vậy nha mọi người. Con này cũng ám màn hình nhẹ nha, 2.8 triệu luôn. Đây, con này cũng vậy nè, để coi. Con này màu đỏ mọi người. Con này thì lưu ảnh. Đó, nó bị phân dùng xíu đây mọi người, mọi người thấy không? 2.8 triệu nha. Rồi tiếp theo sẽ là Oppo mọi người. Đây, Oppo A96 RAM 828GB, 4.1 triệu. Tiếp theo sẽ là Samsung A52 RAM 8GB, 128GB, 4.1 triệu luôn. Màn hình 90Hz. Đây là Samsung A13, 2 SIM, bảo hành 27, 2.950. Mấy con này báo giá không rồi. Samsung A23, Samsung A23 mọi người, 3.9 nha, RAM 628GB, bảo hành tháng 1, bảo hành tháng 11, 2023 mọi người. Đây là Mi 11 Lite 4G, RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 128GB, màn hình 90Hz, 3.850. Mi 1 Lite 4G nha, 3.850. Đây là K40 Gaming người, RAM 12 128GB, 5.6 triệu, chip Dimensity 1200.
Tiếp theo là Oppo Face 2 Neo RAM 12, bộ nhớ là 26 GB, chip Snapdragon 765G nha. 4.7 triệu, máy đạt chừng như là 99%, 4.7 triệu nha. Oppo Face 2 Neo. Anh gọi luôn trực tiếp luôn giúp em nha. Anh vui chừng ơi, gọi trực tiếp luôn cho nó nhanh, mà ngồi nhiều lúc tin nhắn nó bị trôi á. Rồi tiếp theo sẽ là một con 11 Pro Max 64GB, 9.2 triệu. Đây. Con này có ám nhẹ nha mọi người. Nó ám nhẹ, nói chung nhìn kỹ lắm thấy. Ngoài đây không thấy đâu mọi người. 9.2 triệu. 9.2 triệu nha. Pin 86%. S2 Motherboard bản Mỹ, 2 SIM, 8.6 triệu, chip là 888. Giá Fold 2 bản hàng mọi người. Màn hình gập nè, 12.500. Con này bản hàng nha. Đó, 12.500. Bản hàng là 1 SIM, còn bản chính hãng là 2 SIM rồi. Bản chính hãng là 2 SIM, 1 eSIM, 1 SIM vật lý nha. Đó. Đây. Bản 2 SIM, 1 eSIM, 1 SIM vật lý. Z Fold 2. Z Fold 2 màu gold. 13.300, bản 2 SIM, chính hãng rồi. Rồi tiếp theo sẽ là mấy dòng này. Đây nó chính nè, bản Mỹ, RAM 6 128 GB, 4.1 triệu nha. RAM 6 128 GB, chip là 845, nó chính bản Mỹ. iPhone 11 đi anh ok luôn bạn Bảo Trương ơi. 11 thì em có một con màu trắng nè, pin còn 92, 64 GB, 6.9 triệu nha. Này 64 GB, 6.9 triệu. Rồi 64 GB mọi người. Con này có đi bảo hành rồi nha. Rồi 6.9 triệu thôi. iPhone XR 64 GB, pin 84, 4.8 triệu. Oppo A53 mọi người, RAM 428 GB nha, 2.3 triệu. Redmi Note 9S. Đây. Redmi Note 9S nha. Con này sẽ là RAM 4 GB. Bộ nhớ là 64 GB. 2.5 triệu mọi người. 2.5 triệu nha. Mười một Pro Max 512 GB mọi người, 12.500, pin còn 85% nha. 11 Pro Max 512 GB. Đây, pin con này mà pin là 85 mã Mỹ nha mọi người. iPhone X Max pin 95, 7.3 triệu. Đây, X Max pin 95, 7.3 triệu. Đó. 7.3 triệu pin 95. LG V60 bản Mỹ 4.3 triệu mọi người. RAM 828 GB. Là pin cell pin cell 4XL. Con này sẽ là RAM 6, bộ nhớ 64 GB, chip là 85, màn hình 90Hz, 3.8 triệu nha. Tiếp theo sẽ là một con Samsung Note 10 Lite rồi, 4.150. 4.150 nha, RAM 828 GB. Con này báo giá lại không rồi, mấy con này thì cũng không có gì để quay hết. Đây. Đây là một con Oppo Reno 4, Oppo Reno 5 3.2 triệu, RAM 828 GB. Con này màn hình có bị chày nha mọi người. 3.2 triệu nha. Đây là Z Fold 2 mọi người. Z Fold 2 bản hàng. Con này thì màn hình có xước nha mọi người. À, cái bên mặt bên đây có xước nha. 11.500, Z Fold 2 bản hàng. 11.500. Note 2 Ultra bản hàng. 8.6 triệu nha. Còn màu trắng màu vàng là 9.2 triệu.
Đây mọi người lưu ý nè, bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh thôi nha. Vietcombank 97168 5 con số 9. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo người. Thời làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha. Số điện thoại là 0774696833, 0703747414 và 0688774 người. Bên em bán hàng có ship hàng Hàn Quốc nha. Và cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán người. Bảo hành 3 tháng 1, không bảo hành gây nước cứng đớm mà màn hình. Bên em có góp á, thì yêu cầu cho 18 tuổi mà không có là xấu nha. Bắt buộc đến cửa hàng, bên em mới làm hồ sơ cho góp được. Nên mọi người thông cảm giúp em. Còn ship có thì có cọc nha. Máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu cọc 500. Còn máy trên 10 triệu cọc trên 1 triệu mọi người. Tiếp theo là S22 Ultra bản Mỹ 15.600, 2 sim mọi người. Bản Mỹ 15.600 nha. Nó 10 bản Việt Nam 4.900, 2 sim. Bản Mỹ là 4.850. S21 Plus bản Mỹ luôn 8.600. Là S21 Ultra bản hàng 7.300. Là bản hàng 7.300. Chiếc là 865. S21FE 4.950. Mấy con này báo giá lợi luôn rồi. 12 mini pin 8.600. Còn con này 64GB 7.200, bản Việt Nam nha. iPhone 11 6.600 pin 82. Note 20 Ultra bản Việt Nam 5G 11.800. Bản Việt Nam 2 SIM và bản 5G. mười một pro là 8.600 bên 100%, có màu xanh mọi người. S9 Plus 26GB ram 6 3.600. S10 Plus bản Mỹ 4.400. Nhất Fold 2 con này hai lưng rồi 10.500. Vivo Y21s 11.850. Oppo Reno 4 3.250. Mấy con này báo giá lợi mọi người. Rồi Note 20 bản Mỹ, hai Note 20 bản hàng 5.950, còn bản Mỹ là 6.700 nha. Bản Mỹ được 2 sim mọi người. Rồi. XS lên nhỏ 6.700. 271 3.400, con này mày có ám. A51 3.100. A22 3.200, mấy con này báo giá lợi mọi người. A72 4.950. S21 FE 5G 7.800. Oppo Face 5 14.900. Face 5 Pro mọi người. Còn lại iPad Gen 8 nha, 6.300. Con này máy không khác gì mới mọi người. 6.300 nha. Có hộp với sạc luôn 32GB. Sạc chưa xài mọi người. Note 20 Ultra bản Mỹ 11.200. Reno 8 9.900 nha, con này chưa xài luôn. Đây clip 4 máy mới mọi người. Đây, siêu chưa khui nha, con này bản chính hãng 15.600. S22 10.600. Giá clip 3 9.800, bảo hành hay 1. A53 5G 5.700. A50s 5G 4.850. Mi 10s 6.800 rồi. Đây là Redmi 9T 2.600 nha. A5s 5G 4.800. S22 Plus máy đẹp 99 12.200, bảo hành tháng 9 nha. Mi 1T Pro 7.950. Redmi Note 11 2.900. M53 5G 6.800. M33 5G 4.800. Giá clip 3 9.800 rồi. A72 5.100. Honor 7T 4.900. Mi 11i 6.600.
F10 5G 4.950. Mi 1T 5.5 triệu nha. 12 con mắt thì em để ở dưới là khách đang xem rồi. 14.100 nha mọi người, màu đen thôi, không còn màu đen thôi nha. Mấy con này em nói là mấy con máy cũ mọi người. Tại ngày nào cũng phải báo là cho mọi người á. A51 3.1 triệu nè. Reno 4 Pro 3.950. S20 Ultra bản hàng 10.800. S21 Ultra chứ. Realme C15 2.1 triệu nha. Redmi Note 11S 3.7 triệu. Oppo Realme 9 Pro Plus 5.1 triệu. S21 FE 5G 7.8 triệu rồi. Z Fold 3 17.900, bản chính hãng. A32 3.4 triệu. Note 10 Plus 6.8 triệu bản hàng. Còn này bản Mỹ hả? Thì 6.9 triệu mọi người. A525G 4.150. V23E 3.7. Mi 10 Ultra 7.5 triệu nha. Mi 10S 6.3 triệu. XG 128G 6.2 triệu. Oppo A76 3.750. 11 Pro Max 10.300. Pin cao thì cộng thêm 400 mọi người. Oppo A95 3.4 triệu. Reno 2Z 2.950 gram 8 mọi người. Realme 8 3.450. Redmi Note 11 Pro 4.7. Mi Oppo A17 3.150. Note 20 Ultra bản hè màu đen có bị chạy không anh? Có nó hơi ngoại hình tầm khoảng 97-98 rồi ta. Nó để bển rồi. Bên đầu sẽ quay lại. Realme 8 Pro 4.450. Cái đó ngoài hình 7.98 thì cũng có chạy anh ơi. Z Fold 1 10 triệu, 2 SIM ở Việt Nam. Z Fold 2 này báo gọi. Oppo A92 2.750 nha. S20 5G bản Mỹ 2 SIM 5.250. Sony X1 2.950. Oppo Reno 4 Pro 3.2. V23 5G 5.6. Mi 11 6.8. Ok, buổi livestream của này là hết rồi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của nha mọi người. Chúc mọi người buổi tối buổi chiều vui vẻ nha. Bye bye.